cuộc sống Campuchia xin giới thiệu với mọi người là hôm nay mình mua được cái con cá này rồi mọi người. Bự cả má lửa luôn, bự hơn cái mặt mình á. Cá chim. Dạ, mua được một con cá chim siêu to khổng lồ. Thì hôm nay mình sẽ nấu cái món cá chim này để gia đình ăn cơm chiều nha. Cá nhìn tươi quá trời luôn, bự cho bá lửa. Mình sẽ nấu cái món cá chim kho cà. Kho cà ăn cùng với món canh salad. Món salad son, luộc nấu canh salad son ăn với món cá chim kho cà đậm đà thấm tình dân tộc nha. Giờ mình chiên sơ con cá này cho nó bớt tanh á, chiên sơ sơ cái bề mặt. Xấy mỡ tỏi xong rồi mình cho cái nước luộc cá nè. Rồi bắt đầu mình sẽ đi vô cái nước luộc cá này nha. Mình sẽ cho cái nước màu á, cho nó có cái màu. Thường thường á, mình kho cá thì mình, nếu mà kho lạc á, thì mình sẽ làm trước cái nước như là mọi người. Rồi bây giờ cái nước này nó sôi rồi nè, để mình nêm lại coi nó vừa chưa. Thì mình bỏ cá vô kho lạc. Mọi người nhớ vớt bọt bỏ. Thank you.
cá này thấy gì chứ nó cũng lâu chín lắm đó mọi người, cho nên là phải nấu kỹ kỹ một chút. Có lần là mình nấu xong cái mình nhìn bên ngoài á, mình tưởng chín rồi á, lúc ăn á bên trong thịt nó chưa chín hẳn, tại vì cái thịt cái cá này rất là dày. Còn bây giờ thì mình sẽ nấu canh. Và thường á thì mình sẽ mua xương gà, thịt gà về để mà mình nấu nước súp. Thì nước súp xong á thì mình sẽ đông đá vô gì nè mọi người. Mình bỏ vào cái bịch này nè. Mình giống ngăn kéo lại á, rồi cái mình đẩy vô trong cái tủ đông. Khi mà lúc nào mà nấu canh á thì mình sẽ lấy ra mà mình để vô nồi mình nấu cho nó rã ra luôn. Mình lấy nước súp. Tại vì không phải là mỗi một lần mình nấu canh là mình lại nấu xương, nấu súp này nọ, nó rất là mất công. Thì mình làm như vậy á thì mình một lần mình nấu một nồi to nước súp như vậy thì mình sẽ để dành mà mỗi lần ăn mình lấy ra mình nấu từ từ rất là tiện luôn. Thì đây là cái nước súp mà mình nó đông đá nè, thì mình cứ để vô trong nồi mình nấu cho nó tan ra thôi thành nước, rồi mình nêm nếm rồi mình bỏ rau vô thôi, rất là tiện. Bây giờ thì cá và canh của mình là đều chín hết rồi. Thì mình sẽ rắc tiêu lên hai bên. Đó. Rồi hành ngò lên. Xong bữa cơm chiều cho gia đình bé nhỏ. Mời mọi người ăn cơm cá chim kho cà canh xà lách son cùng với mình nha. À, cá nhìn hấp dẫn không? Màu đẹp nữa đó. Chim kho cà nha, cái loại cá này rất là ngon, béo lắm. Thịt ngọt, thịt con cá này nó dẻ mà nó ngọt, nó béo nữa, quá ngon. Cơm mà gớt với đùi nè. Hồi qua bên đây á, là mình ăn cá biển á, là mình ăn được loại cá này nè, dầm dầm mấy trái cà này ra mọi người. Cái nước nó chua chua ăn ngon lắm. Chanh luôn, sắc chanh nhớ thôi, cá cà. Quay trời. Anh nghe đi. À, lấy cái muỗng này chan cá luôn. Chan cái nước mà có cà chua chua vô nè. Tràn vô cơm, thái ăn vậy đó. Anh không, anh hồi đó giờ em không thấy anh ăn cơm chan nước cá luôn á.
với canh, canh nấu canh nè. Nhưng mà ăn cái luôn mà không bao giờ ăn nước hết chứ. Hấp nước chứ là. Ăn xong rồi mới hấp nước chứ không có chan vô 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 như mình đâu. Mọi người thấy mình nấu cái canh á bằng nước nước súp á. Mỗi lần nấu canh là nấu bằng nước súp hầm từ xương heo, xương gà, thịt gà. Thì chỉ cần mình luộc rau vậy thôi, không cần cái thịt hào gì nhiều nhưng mà canh nó vẫn ngon. Mỗi lần mình luộc gà, luộc xương heo là mình luộc một nồi rất là bự. Rồi mình vô cái bịch đông đá vậy đó để làm nóng. Thịt cá thì chiên chấm mắm gừng ăn chắc nghĩ cũng ngon không? Để thịt nó dẻ. Chấm miếng nước tương. Ăn miếng ớt nào. Hôm nay ở bên Úc là một ngày mưa buồn. Mưa từ tối hôm qua cho đến tối, bây giờ là 7 giờ tối rồi, vẫn còn mưa. Cái mang, cái bụng mang vô cùng béo. Còn miếng là anh ăn. Người ta làm sạch rồi đó anh. Dạ. Anh lọc lên anh. Đâu đâu cái ăn. Em là đuôi cá, ăn cái đuôi là ăn cái đuôi nói lại không được. Cá rồi hả? Cá nhưng mà cái thịt nó béo ghê. Nó ăn đầu nè. Ngóc đi. Ngóc đi ăn bổ. Ăn đi. Mình nó vui. Nếu ai mà xa nhà giống mình á, mỗi lần trời mưa có cảm giác như rất là buồn và nhớ nhà không? Mọi người có cảm giác như vậy không? Mình qua đây là năm mấy, gần 2 năm, nhưng mà mỗi lần trời mưa mình ghét trời mưa lắm. Mưa là mình nhớ nhà bụi hiu. Mưa đâu có gì gì đó mà làm. Thì trong nhà, nhà không có làm gì, nhớ. Ví dụ như nhiều người thích mưa, mưa lạnh lạnh ở nhà ngủ, nhưng mà mình không ngủ, mình không có ngủ. Vẫn buồn, bụi hiu. Ghét, em ghét chừng hấp mùa hè. Như lúc ví dụ như thì bình thường trời mưa em đi làm á, em đi làm thì ở trong chỗ làm sớm mưa em không hay luôn anh.
ra ngoài trời đi ra. Chiều đi làm về mới biết ở ngoài trời mưa á. Buồn dữ chứ, đi làm. Thịt ngon ghê. Ăn miếng ớt được cây cây không cả. Thịt cay vô miếng ớt. Nước cá này cá kho lạng mà kho dừa ăn nó đâu có mặn chát, nó húp như canh vậy. Bữa nhà mua con cá này nấu lẩu mắm ăn không có tanh á. À chứ hồi nãy tại vì em chiên trước rồi mới kho đâu tanh nè. Uống lèo không ngon, không ngon chưng ngầm hả, không ngon. Bún mắm lẩu mắm. Dạ. Hi, mình xin kết thúc video tại đây nha. Bữa cơm tối của hai vợ chồng mình xong rồi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video trên kênh của mình. Chào tạm biệt mọi người. Nếu mọi người thấy thích nhớ nhấn like rồi đăng ký, nhấn nút đăng ký, nút subscribe kênh mình nha. Bye bye.